Vừa qua thì Phú Mỹ Hưng đã chào bán giai đoạn 3 dự án Happy Valley tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án được thị trường đánh giá khá tốt về vị trí, quy mô, giá bán, lịch thanh toán cũng như những chính sách hỗ trợ từ phía các ngân hàng. Tại dự án Happy Valley, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng thiết kế hai loại diện tích căn hộ gồm 99m² và 134m². Theo đánh giá của khách hàng, hai loại diện tích này khá phù hợp để bố trí không gian chức năng sinh hoạt của gia đình. Tại buổi mở bán mới đây, khách hàng đặt cọc mua trong ngày công bố sẽ có lịch thanh toán đến 30 tháng, chia thành 15 đợt. Happy Valley là dự án nhà ở đầu tiên của Phú Mỹ Hưng đối diện sân golf và dòng sông cảnh quan. Ngoài ra, vị trí của dự án mở ra nhiều cơ hội đầu tư và giao thương khi một mặt tiếp giáp với đại lộ Nguyễn Văn Linh, hướng nhìn ra khu The Resident với cầu ánh sao, trung tâm mua sắm Resident Mall. Vào tháng 11 tới đây, Phú Mỹ Hưng sẽ tiếp tục chào bán ra thị trường Block L của dự án Happy Valley nhằm đáp ứng nhu cầu thực của khách hàng về một không gian sống trong lành, tiện ích ngay trung tâm.